Thôi chào các bạn, hiện tại là khoảng 12 giờ rưỡi trưa ngày 2 tháng 11 năm 2022 và mình lại có mặt ở cửa Tây của chợ Bến Thành, đằng kia góc đường Nguyễn An Ninh, Phan Chu Trinh ha, đại lý thu đổi ngoại tệ Hà Tâm số 2 Nguyễn An Ninh. Hôm nay đô la tăng giá các bạn ơi, hôm bữa mình nói là 25.250, bữa nay tăng lên thành 25.260 cho tờ 100 đô cáo cạnh. Riêng về euro thì hôm nay là 24.620 các bạn nha, 24.620. Tuy nhiên hôm nay mình mang một tờ 50 đô đi đổi, thì một tờ 50 đô chỉ đổi ra được 1.240.000 đồng, có nghĩa là 100 sẽ là bao nhiêu? 2480. Nếu các bạn sử dụng tờ 50 đô la Mỹ đi đổi thì chỉ được như vậy thôi. Mình đọc thông tin trên mạng á, có một số bạn bình luận từ Mỹ gửi về là nói là trong những ngày sắp tới nó có thể là đô la Mỹ sẽ tăng giá tiếp tục, không biết như thế nào. Như vậy là tờ 50 đô la Mỹ là cái tỷ giá sẽ thấp hơn các bạn ha, như là nãy nhiêu? 24.80 so với 25.260.